Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC đã đóng điện thành công trạm biến áp 110 kV khai quang, chính thức đưa công trình đi vào hoạt động sau hơn một năm triển khai dự án. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 22 và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc đóng điện công trình vào thời điểm hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi ngoài tính cấp bách là kịp thời cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc thì dự án đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành đúng thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp. Được thiết kế với quy mô hai máy biến áp 63 MVA, trạm được xây dựng theo tiêu chí không người trực, nằm trên địa bàn phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Với tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản, Dự án có quy mô gồm xây dựng mới trạm biến áp 110 kV khai quang có công suất hai máy biến áp 63 MVA, đồng thời cải tạo và xây dựng mới trên 8 km đường dây 110 kV đi qua địa bàn một số xã thuộc huyện Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên. Như phần lớn dự án đầu tư xây dựng khác, dự án này cũng phải đối mặt với nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện. Để giải quyết vấn đề, ban dự án thường xuyên làm việc và kiểm tra kết quả từ phòng tài nguyên môi trường huyện đến sở tài nguyên môi trường tỉnh. Theo dõi các cuộc họp định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét nghị quyết về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho đúng với thực tế dự án, trực tiếp đến từng nhà hộ dân để tuyên truyền, vận động. Dự án này được xem là cơ hội vượt khó thời Covid, bởi trong thời điểm cả nền kinh tế dường như đang bị nén lại để phòng chống dịch bệnh thì tiến độ dự án vẫn chạy và cán đích một cách hoạn mục. Dự án cũng là minh chứng cho thấy khi có sự quyết tâm, sự ủng hộ của người dân và sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền các cấp thì dù có khó khăn vất vả đến đâu vẫn có thể vượt qua được.